Em nghĩ cái cảm giác mà hôn một người có đang tỉnh nó khó khó. Cặp này bảo đảm là có duyên nè. Rất là vui, cặp đôi này rất là dễ thương. Cái khởi đầu của Cát Tường và Quyền Linh ngày hôm nay đã rất là thành công. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai ngày hôm nay, xem có mang lại những cái cảm xúc giống như vậy hay không. Hả Mang? Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Quế Phương, năm nay em 26 tuổi. Quê em ở Phan Thiết đó chị. Và bây giờ mời bạn nam của chúng ta. Chào bạn. Chào anh Linh. Mời bạn ngồi. Dạ, chào anh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Chào, em tên là Dương Phúc Trường, năm nay em 31 tuổi. Em là kỹ sư ô tô. Lắp ráp ô tô hả? Không, em tư vấn về kỹ thuật thôi. À, quê ở đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhỏ tới lớn luôn? Năm đời ạ. Năm đời rồi. Năm đời là đời thứ năm rồi. Còn em có thể giới thiệu rõ hơn một chút xíu về công việc của mình. Hiện tại là em đang dạy cho trường cao đẳng giao thông vận tải. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Cái môi trường của em á, cái thường á, mấy bạn nam á, thì đa số là có bạn gái. Còn lớn hơn nữa thì họ có gia đình hết rồi. Sao em biết tới chương trình này? Dạ hồi có một chị ở chung với em, chị xem rồi chị có tham gia, chị rủ em tham gia. Vậy á hả? Rồi chị với người yêu rồi chị sao rồi? Dạ hồi đó chị với anh đó cũng có bấm nút mà giờ hình như cũng bỏ nút rồi hả? Cái đó thì em không có hỏi. Mình không hỏi à? Hy vọng dạ. Còn nút. Mình dạy trong trường là mình dạy môn gì? Dạ em dạy hóa đại cương. Hóa? Dạ. Hóa khô khan lắm, nhìn thấy em luôn. Nhìn em vậy chứ. Mượt mà nhưng mà vậy hóa. Em biết nhiều món của con trai biết lắm á chị. Vậy ví dụ món gì của con trai em, biết? Em biết đá banh nè. Hồi xưa em cũng đá banh cho trường em. Ồ. Còn nhược điểm của em thì hay quên, với lại mỗi lần mà em giận ai rồi là cái mặt em một đống ra. Giận lên mặt một đống. Lúc đó mình không kiểm soát được thì tự nhiên mình sụ mặt ra đó cũng là. Là mặt cũng một đống luôn. Dạ nửa đống. Nửa đống hả? Mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, mỗi người lý tưởng của em thì giống như sư phụ em vậy. Sư phụ em ra sao? Dạ, thầy em thì siêng năng trong công việc, tính tình rất là hiền, có lòng thương người. Em có cái điểm nào không thích ở một người đàn ông không? Dạ, em không thích con trai hút thuốc. Nhìn nó cực kỳ sao, đang không ngồi hút. Đông người mà tự nhiên dạ, hút thuốc rất là sợ lắm. Trời đất ơi. Với lại ra đường thì phải sạch sẽ anh tí. Ủa, mấy người hút thuốc là dơ lắm hả? Nói chuyện với nhau vậy cầm đứa hút hút mà xà cái khó vô mặt đúng mình, đúng rồi không? Có người người ta không chịu được nên nhìn hơi kỳ, nếu mà có thì hạn chế vớt, nghiền quá thì có thể ra ngoài hút. Nói chung cái khoản đó chị Tường không phải lo, em không có hút thuốc. Vậy đi rồi. Nãy giờ không nói yêu sớm yêu cầu bằng nữ vậy còn yêu cầu của em sao? Cao 1m6 trở lên, tóc dài đen. Tóc dài trắng không được đúng không? Có răng đều cười đẹp, với lại đừng có răng khểnh. Răng khểnh là đẹp chứ gì? Dạ. Không mà... có răng khểnh hả? Dạ. Ủa làm sao cái vụ này mới là ngộ? Ok, thích răng đều tôi đồng ý chấp nhận. Răng trắng tôi chấp nhận. Dạ chờ chị. Nhưng không thích răng khểnh là sao? Em nghĩ cái cảm giác mà hôn một người có răng khểnh nó khó khó sao? Cái gì vậy trời? Anh đi xa quá. Hôn vô nó cấn cấn cái răng á hả? Dạ chắc vậy đó, em chưa hôn người đang khảnh không biết. Chưa hôn không tưởng tượng chi mà nó khó, sao biết nó khó? Dạ thì cái nào mình đề phòng được cứ đề phòng chị. Có một cái răng làm gì mà khó? Khảnh một hai cái đẹp. Cái đó bỏ, tôi không thích cái câu đó đâu. Nhưng mà cái đó cái gu của em rồi chị, nhìn rồi. Chuẩn bị những gì để đám cưới rồi? Nếu mà đám cưới thì vợ sẽ về ở chung với gia đình em. Nói làm dâu thì cũng không phải làm dâu đâu, mẹ em cũng dễ chịu lắm. Rồi để chị hỏi coi bạn gái có chịu làm dâu không nghe. Dạ. Hay răng trắng quá ha, hàng chi. Ở vậy sao kỹ lưỡng quá, vụ răng cỏ này mặt ông đen rồi nữa cái. Thích làm dâu không? Dạ đen. Dạ, hết. Em thích gia đình nhiều thế hệ. Là sao? Tôi nghĩ là có ông bà, cha mẹ với con cháu. Tại sao thích? Gia đình như vậy thì đông vui hơn. Ví dụ hai vợ chồng đi làm về mà có đứa con hả? Ba người nhìn nhau hoài không có gì để nói, nhưng có thêm người sẽ vui hơn. Mà ở chung em mới sợ. Ví dụ sáng đi làm mà trưng diện ra vậy là mẹ chồng cũng cho biểu đi vô thay đồ, ví dụ vậy. Cái đó là phải tự biết dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu chị. Nhiều khi công việc thì cũng phải giải thích cho mẹ hiểu. Coi như là chấp nhận ha, không dạ. Có điều gì ngại ngùng hết ha. Dạ. Được rồi, chịu làm dâu. Bỏ qua cái vụ răng khểnh người ta nha. Đây ta khểnh hai cái hai bên đó. Thiệt không chị? Thiệt, hôm nay em đi có ai đi ủng hộ nói mình? Dạ có, em họ em, bạn em với lại học trò em. Đâu? Dạ, nguyên một nhóm mình đâu? Năm người. Trời ơi, họ răng khểnh. Trời ơi, trúng ngay cô người răng khểnh luôn vậy đó hả? Em thấy răng khểnh duyên mà.
em họ là một răng khểnh mà bên đây chị là hai răng khểnh luôn đó nha bạn. Thế này được không? Về ngoại hình, sự nghiệp, tính cách thì cũng được. Học trò sao học trò? Theo cầu cô Phương thì giống thầy, mà thấy anh này cũng giống cỡ 80% thì giống thầy. Nhưng mà bây giờ ảnh chê cô của em là có cái răng khểnh, anh không có chịu, khó hung vậy, ý em sao? Nếu ảnh thích thì anh mới chấp nhận thôi. Sự nhưng mà tất cả những cái khác mà đều được hết. Cái gì? Dạ thì những cái năm trong tiêu chí của em. Tiêu chí em cái gì được? Dạ tính cách hoạt bát, tinh tế, biết cách ứng xử một tí, đừng có bốc đồng. Thì nếu mà những cái đó mà bù trừ lại được cái răng khểnh thì em cũng cố gắng kiếm tiền để cho vợ em điều chỉnh cái răng lại. Nhổ răng nhất định là phải nhổ răng hả? Nhất định là phải nhổ cái răng khểnh hả? Hả? Dạ thì điều chỉnh. Tôi tưởng ông điều chỉnh cách hung chứ. Điều chỉnh không được thì mình mới chấp nhận. Còn nếu mà điều chỉnh được thì... Thôi tôi bỏ tay không? Tóm lại là vẫn nhổ cái răng đó. Đúng rồi. Tóm lại là phải nhổ cái răng. Hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ em có đi với em trai của em. Tức quá tôi chưa có chịu bỏ cái vụ cái răng này đâu. Anh Quyền Linh chào chị Cát Tường. Em nghĩ sao cái vụ cái răng của ảnh? Nói chung bạn gái bên đây thì không có răng khểnh. Thì nếu như mà em cho Lưu Diệt Phi lấy cái mốc 10 á thì cái bạn gái này cũng được 8 điểm. Vậy là ổn rồi đó. Không có răng khểnh mà bực. Coi gì gần bằng Lưu Diệt Phi luôn là dữ luôn rồi. Rồi qua coi coi đúng không nha. Dạ anh xác nhận giùm em. Trời đất ơi sao đẹp dữ vậy. Răng khểnh cũng đều chứ nói sao là không có răng khểnh. Không lẽ anh chịu em có chỗ nè. Làm dâu em thích trong gia đình có nhiều thế hệ. Cái đó là số 1. Bây giờ phụ nữ nhiều khi người ta Hiếm ngại, ngại lắm. Ta muốn vô nhà ở riêng không có. Nhưng mà em thích cái ba thế hệ đó anh. Ok, rất ok. Đều có ba cái răng khểnh. Nói đẹp đẹp lắm. Đẹp khểnh ba cái rồi. Sao tính sao mở màn quay thôi nha. Anh thấy nhỏ được không anh? Nhỏ không phải hỏi bác sĩ. Như bắt buộc phải nhổ về thương quá rồi. Đẹp, không phải nói đẹp lắm. Dạ vậy để em bấm nút và em rủ bạn ấy đi gặp bác sĩ. Trời ơi. Cuối cùng cũng bác sĩ á. Rồi đó mở màn lên đi để cho anh cứ cục cổ đi. Coi nhổ cách nào nha. Coi nhổ cách nào đây. Thiệt tình luôn. Kéo màn. Ba nói là non xong dễ đổi mà bản chất khó dời là vậy mà. Nhất định là không có chịu răng khểnh đúng không? Rồi quay gặp không, đi. Người kiên định về tốt. Giữ nguyên lập trường. Chào bạn. Mừng quá. Được không? Rồi thở phào nhẹ nhõm. Đỡ tung tiền nhổ răng. Em thấy anh sao? Dạ thì nhìn anh cũng hiền với lại suy nghĩ chín chắn hơn em nhiều. Khi mà quen nhau á. Dạ. Em có ý tưởng là sẽ kiểm soát người yêu của mình không? Dạ không. Những cái hơi riêng tư tế nhị như là cái bóp hoặc là cái điện thoại em có thích xem hoặc là dạ thích không. Coi đó. Không cái bóp phải xem mà em. Xem gì ạ? Em tiền nhiêu rồi thiếu bỏ vô. Nhà em trong. Dạ em còn hai đứa em gái em hay lấy chồng rồi. Chỉ có em trai ở với ba mẹ thôi. Còn em ở đây thì em ở mình. Ở phòng riêng một mình có ở chung với bạn đồng nghiệp hay là? Dạ không, cái phòng có một mình em hả? À. Dạ. Hỏi phòng gì vậy? Hỏi gì khác dạ. Đi. Vô cái hỏi phòng ở với ai à? Không có, tại vì em nghe bạn đó nói ở một mình chắc là cô đơn. Mai mốt em có giúp được gì bạn đó đỡ cô đơn thì dạ tâm sự. Dạ tâm sự, nhiều khi là biết ở nhà một mình buồn. Về ở chung hả? Dạ không, gọi điện, nhắn tin, nói chuyện. Không có vô ở chung được nha. Dạ không. Chừng nào mà đám cưới hỏi tôi mới cho ở chung à. Chưa chắc gì bà chủ cho vô ở chung. Bà cho thì không vô nữa, nhớ nha. Anh có khó tính không ạ? Một số người nói là anh hơi khó tính. Em có sợ không? Dạ không. Thấy là gia trưởng và quyết đoán là bảo thủ lắm đó, hỏi kỹ nha. Cảm nhận bạn gái thế nào? Thôi để anh là con trai, anh chủ động ha. Dạ. Này bạn cùng chơi, một lần ta biết nhau, ngàn lần ta có duyên, ngại ngùng chi hỡi em. Yeah, yeah. Mình cùng nhau bấm chuông. Yeah, yeah. Rồi, cảm ơn bạn, bài hát rất là hay. Rồi đặt tay ra sao nút bấm đi bạn. Bấm kia dễ thương, bên đây cũng đẹp trai ha. Giống Ấn Độ ha. 3 2 1 Hết thời gian.
Chúc mừng đôi trai tài gái sắc nha. Đừng có đi cưa ra người ta nha. Nắm tay nhau. Nắm đi. Cảm thấy sao? Dạ em đang sợ. Sợ gì? Em rung. Rung hả? Dạ. Nhìn ảnh coi, hai người nhìn thình thẳng nhau đi, nhìn hai nhìn thẳng mắt nhau coi. Mắc cỡ. Hả? Gì đâu mắc cỡ. Nhìn thẳng mắc cỡ nhìn gì đó. Nhìn nhìn nó. Đâu nhìn thẳng coi, kêu em nhìn thẳng với mắt anh coi. Chú này làm kỳ quá. Gì đâu kỳ. Đây, chúc các bạn hạnh phúc nha. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ cảm ơn. Buông tay nhau, chưa gì đã buông tay rồi. Nào, mời bạn ấy đi xem phim đi. Cảm ơn chị. Rồi, ok. Thân thiết khăng khít tới mức nào rồi? Nắm tay đi. Có hôn chưa? Chưa. Hai mối tình? Dạ. Chưa hôn cái nào? Dạ. Có nghĩa là còn trong trắng trinh nguyên. Trong trắng trinh nguyên. Em đã học đại học năm 3 thì em xin về em cưới vợ 26 tháng 10 vợ mất. Vợ em mất trước khi em về em không có không về kịp, không có kịp được. Em ly dị năm 2017. Ủa là cưới xong bao lâu thì ly dị? 3-4 năm rồi mới ly dị. Tại là mình cũng nuôi con luôn từ dạ, lúc đó em tới nuôi con luôn. từ hồi con còn nhỏ tới bây giờ. Em gặp nhiều cái trục trặc về tình cảm vợ chồng, thành ra cái tâm lý của em nó không có được ổn định, thì em bị một cái vấn đề về tâm lý, đó là bị trầm cảm sau sinh. Sau khi sinh thì họ phải ở nhà giữ con rất là cực. Chung là em có đã trải qua cái đó rồi. Em trải qua cái đó rồi. Đó là em lộn. Và bây giờ Cát Tường xin trân trọng giới thiệu sự xuất hiện của hai chàng trai ngày hôm nay. Vỗ tay thật lớn lên quý vị ơi. Chị Tường ơi. Ơi. Ngon lành không chị? Cũng. Ủa cái gì ngon? Hả? Ngon lành đúng không? Cho hai bạn nữ. Mời hai hot girl đàn gái ra nè. Hai chàng trai nhìn thẳng về phía trước. Wow. Wow. Yeah. Phải đích thân lên rước xuống rồi. Đó. Wow. Trời ơi. Đích thân em lên rước hai hot girl về đó nha Tường. Ghê vậy hả? Hai hot dạ, girl luôn hả? Hot girl á. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đi. Trước tiên là những thông tin rất là cơ bản để chúng ta có thể hiểu được bốn người tham gia chương trình hôm nay là ai. Em chàng trai ngồi ở chiếc ghế màu đỏ. Xin chào chị Cát Tường, anh Đạt cũng như toàn thể quý khán giả. Em tên Thi, năm nay em 28 tuổi, quê quán ở Bến Tre. Thi? Dạ Thi. À, quê quán ở Bến Tre. Tre, dạ. Thi đang làm công việc gì? Dạ, chuyên viên phát triển khách hàng. Phát triển khách hàng về cái gì? À, mảng sale á chị. Có nghĩa là mình làm sao để cho khách hàng nó càng ngày càng nhiều á phải không? Đúng rồi, mình lấy đơn hàng cho công ty. À, em làm công việc này lâu chưa? Dạ, được 5 năm rồi chị. 5 năm rồi. Dạ. Hôm nay em đến tham gia chương trình với ai? Dạ, em đi một mình. Đi một mình? Dạ. Ủa, Bến Tre cũng gần Sài Gòn, sao không người nhà không đi theo ủng hộ? Tại người nhà cũng bận công việc á chị. À. Dạ. Người nhà cũng cần kết quả thôi. Cần kết quả thôi, nghĩa là người nhà biết mình hôm nay tham gia đúng chương rồi. Trình. Dạ. Rồi, chàng trai ở chiếc ghế màu xanh. Khoan chị ơi, ơi, màu đỏ thì phải nghe màu đỏ nói liền chứ. Ờ đúng rồi, đúng để rồi, chị mũi. Hấp tấp quá. Đây, cô gái ngồi chiếc ghế màu đỏ sẽ bắt đầu thỏ thẻ nè. Dạ, em xin chào hai MC. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và tất cả mọi người đang ở trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin chào hai chàng trai bên kia luôn ạ. Em tên là Châu Ngọc Thảo, 29 tuổi. Hiện tại là đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là kinh doanh dịch vụ giặt sấy, giặt hấp. Rồi em giới thiệu cho người ta bột giặt tròn đi em. Giặt sạch cho nó lẹ, 2-1 À đó, đây này, sẵn đây anh giới thiệu luôn nhà tài trợ chính của chương trình ghép đôi thần tốc. Đó chính là bột giặt Choice 2-1. Có nghĩa là vừa xả vừa giặt
tất cả chỉ trong một thôi, em có thể sử dụng cái đó. Có nghĩa là đến với chương trình ngày hôm nay, nhiều khi tuy hai mà một. Đó, đó là ý đến nghĩa là hai người trình. Nhưng về chỉ một nhà. Hôm nay Thảo đi với ai cưng? Dạ, hôm nay em đi tới với bạn thân và con gái của em ạ. Có bạn thân, có con gái nữa hả? Bạn thân. Wow, đội ngũ rất là hùng hậu nha. Ở dưới nhìn xuống nữ công nhận là đông thiệt. Wow, mà chưa biết ai ai là bạn, ai là con của ai, hai ba đứa con luôn kìa. Đàn gái đông quá, 2, 4, 5 người phụ nữ ở dưới luôn, ngũ long công chúa. Thêm, trời, có bà bầu nữa là chắc 6 người đó vậy. Rồi, bây giờ tới cô gái màu xanh luôn đi. Màu xanh luôn, màu xanh luôn. À, dạ, em xin chào anh... Đạt, xin chào chị Cát Tường và tất cả mọi người ở đây ạ. Xin chào hai bạn nam bên kia. Em tên là Đặng Thị Mai, em 26 tuổi. Hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Mai đang làm công việc gì? Làm gì? Dạ, em làm nail và nối mi. Nail và nối mi, chăm sóc sắc đẹp. Nay là Mai đi với ai? Dạ, em đi với hai người bạn thân Chi Kỷ và con gái của em. Ủa? Có con gái. Hôm nay là coi như là mua một tặng một không á nha. Ồ, quá dữ. Tặng một nhiều quá hả chị? Lời à, lời, à, lời nha. Mời em trai ở chiếc ghế màu xanh. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt, chào toàn bộ quý vị khán giả. Em là Thăng, năm nay 31 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý tổng giám đốc cho tổng giám đốc hệ thống lỗ gạo bảo hiểm 109. Em đến từ đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Thanh Hóa em vào đây lâu chưa? Em mới vào hơn 2 năm. Hơn 2 năm thôi, dạ. Mình đã quen với cuộc sống trong này chưa em? Em cũng chưa quen lắm. Chưa quen, dạ. Hôm nay mình đến tham gia chương trình với ai? Em đến với dì của em ạ. À, dì là ở trong Nam hả? Dạ, dạ, chào vâng dì. Dạ. Cho tôi hỏi cảm xúc hai chàng trai chút xíu. Dạ. Hôm nay tinh thần mình đến là mua một tặng một, cảm xúc mấy bạn thấy sao? Thấy vui lắm chị, hớn hở lắm. Dạ. Hớn hở lắm hả? Dạ. Đang mở như mở cờ trong bụng mở hả? Cờ trong bụng. Còn em? Em thì tại vì các em làm cái này cũng hay có chương trình, những chương trình như vậy á, nên mà thấy rất ok và hào hứng. Ủa cái gì, ta đang hỏi cái vụ mua một tặng một mà. Thì mua một tặng một, các em bán cái này cũng có những lần có chương trình mua một tặng một, chị khách hàng cũng rất chi là vui. Và em bây giờ đang trong cái tâm thế như vậy. Rồi, trước mắt là cảm thấy ổn. Rất dứt khoát, rất đàn ông hả chị ha. Bên hai chàng trai đều biết hai cô gái bệnh có con luôn rồi. Mày nhìn giới thiệu ngắn vô thẳng luôn cái tình trường cho chị đi. Thảo đang ngồi ghế đỏ phải không em? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, Thảo tình trường đi cưng. Em vừa chia tay với người chồng trước của em được hơn một năm rồi ạ. Hơn một năm. Dạ. Nói chung là hết yêu là lý do là không hợp nhau thôi. Cái cuộc hôn nhân nó kéo dài bao lâu em? Dạ, cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 3 năm hơn chị. 3 năm hơn. Biết là cái nỗi đau thì mình cũng không nên khơi lại. Tuy nhiên không biết là Thảo có thể chia sẻ nguyên nhân tại sao mà cụ thể là mình chia tay không? Thứ nhất là do người kia họ ghen tới mức mà gọi là không control được cái hành động của người ta. Cái thứ hai á, người ta hơi gia trưởng một tí, bắt em vào một cái khuôn khổ của người ta. Nhưng mà em là một người hoạt bát, năng động. Khi mà ép em vô như vậy thì em cũng khó chịu được một thời gian thôi, rồi sau đó là em cũng không chịu được. Thì sau đó thì em có xin phép bên gia đình chồng là em về bên nhà mẹ em. Sau khi về bên nhà bên này á, thì em mới phát hiện ra là người đó có một cái mối tình phía sau lưng em mà em cũng không biết luôn. Xong rồi em về nhà bên đây em mới được biết về cái thông tin đó. Lúc mà em đề xuất ly hôn thì cái người chồng đó của em có nắm níu, có níu kéo gì không? Dạ, dạ thưa là không chị. Tại vì người ta đã và đang có một người phía một sau rồi. Một mối quan hệ khác. Một mối quan hệ khác rồi, nên người ta khi mình đề cập tới vấn đề đó thì người ta thôi. Chỉ cần chờ tới đó thôi, chỉ cần đợi người vợ là chia tay cho nó hợp thức quá thôi. Thì khi mà nghe Thảo chia sẻ vậy thì cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Em cũng khá đồng cảm với hoàn cảnh của bạn đó. Tại vì em cũng sống tự lập một mình từ nhỏ á chị. Em có ngại gì không? Dạ không, em thì quan trọng là mình thương nhau, mình tôn trọng nhau là được rồi chị. Thảo hiện tại là mình nuôi con gái luôn đúng không Thảo? Dạ đúng rồi chị ạ. Trường hợp của Thảo là sau khi sinh thì cũng khó khăn đúng không? Sau sinh em gặp nhiều cái trục trặc về tình cảm vợ chồng. Thành ra cái tâm lý của em nó không có được ổn định. Thì em bị một cái vấn đề về tâm lý, đó là bị trầm cảm sau sinh. Sau khi sinh 6 tháng là em phải đi điều trị tâm lý 6 tháng nữa. Nhưng mà bây giờ em đã vượt qua được rồi đúng không Thảo? Dạ đúng rồi chị. Hiện tại thì em đã kiểm soát được nó là khoảng 70% rồi. Chia sẻ vậy để cho các quý ông có đang theo dõi chương trình á, mình cũng phải hiểu và thương cho thân phận người phụ nữ khó khăn trăm bề đúng không? Nãy giờ là nghe Thảo tâm sự, mà bây giờ chưa biết cái những cuộc tình trường của anh chàng bên kia thế nào nha. Sao Thi? Dạ em có hai mối tình mà cũng em cũng định nghĩa nó cũng phải mối tình đó chị. Nó giống rất là giống nhau, cũng như là quen tầm khoảng chưa tới 6 tháng.
tự dưng là bạn chia tay không? Cái bạn nữ đầu tiên là trùng ngày tháng năm sinh em luôn. Cái sinh nhật cái em tặng cái đồng hồ. Tặng xong cái bà không nói em tiếng nào, bạn đi mất tiêu. Không một lý do. Không một lý do, không lời từ biệt luôn. 3 năm sau một mối tình cũng y chang vậy luôn. Dạ. Có tặng cái gì không? Không, không sao, không tặng gì hết. Không tặng. Dạ. Tặng đồng hồ cũng đi em... mà không tặng cũng đi. Đúng rồi, em có nói chung là có cảm giác mình cũng sợ sợ giống mối tình đầu vậy nên em không dám mạnh dạn. Mà cũng có 6 tháng thôi. Dạ, cũng không tới 6 tháng, khoảng 4 tháng mấy 5 tháng. Không một lời từ biệt, không một lý do luôn. Biến mất không lý do không. Biến mất luôn. Lý do gì mà em bị người ta bỏ mà không một lời từ biệt? Cuốn vòng vòng đi ăn xem phim vòng vòng gì đó à. Trời, bên đây nói nè, cái Thảo nói rẻ. Ở bên bển là bị đục rẻ. Cho chị hỏi hơi tế nhị xíu là trong mối quan hệ đó nó có thân thiết khăng khít tới mức nào rồi? Nắm tay đi. Nắm tay à, dưới làm gì khán giả cười cái đâu. Có hôn chưa? Chưa. Hả? Năm nay em nhiêu tuổi? 28 chị. Hai mối tình? Dạ. Chưa hôn cái nào? Dạ. Cả hai cô đều chưa hôn cô nào hết? Dạ đúng rồi. Thôi chị hiểu nguyên nhân sao em bị bỏ rồi. Nhưng mà tại sao em không hôn? Sợ chị. Sợ cái gì? Em sợ gì? Hồi hộp chứ ngại á chị. Trời ơi chết rồi, trời, buổi này mà 28 tuổi thanh niên mà chưa biết hôn. Lúc rồi tụi câu anh chàng. Có hôn không? Dạ. Có biết hôn không? Dạ biết chị. À, biết rồi. 28 tuổi chưa hôn lần nào, có nghĩa là còn trong trắng trinh nguyên. Trong trắng trinh nguyên. Bị mặc cảm gì mà ngại hôn vậy ta? Hả? Sao vậy? Em có bị gì không? Không, em bình thường chị. Chắc không? Chắc. Giờ em để dành đi 28, giờ em để dành 2 năm nữa, coi như là cưới xong em là trường sinh bất tử luôn á. Trường sinh bất tử luôn á. Dạ sớm đi, trời ơi chết luôn á. Bây giờ qua tới chàng trai này bên đây của tôi nè. Dạ. Nghe chàng là trai này còn trinh em thấy sao? Hả? Không, em không biết nói gì hơn, phải nói là bạn này quá good. Good là good chỗ nào? Very good. Very good gì tụi nó nói mình good. Very good gì vậy? Tình trường em sao? Ở đây người ta phơi bài hết rồi đó. Dạ tình trường của em thì... chắc... Trời ơi đếm gì đó. Hả đếm gì vậy? Em có... chắc là tính là 4 mối tình. 4? Dạ, yêu hơi sớm một xíu. Mấy tuổi? Chắc là năm lớp 9. Nó tầm... năm lớp 9? 15 tuổi? 14 tuổi. Hay gì em hoảng hốt dữ vậy đã? Hên, em bỏ mạng tưởng đâu 9 tuổi chứ. 15 tuổi. 15 tuổi. Yêu đấy là tình yêu học sinh. Nắm tay. Hả? Nắm tay. Có hôn má. Thơm má. Thấy chưa? Người ta 15 tuổi người ta đã hơn ông 28 tuổi. Đến mối tình cuối cùng. Rồi dạ. Cuối cùng nè. Mối tình cuối cùng là khi đấy em đang du học ở Nhật 5 năm. À em có đi Nhật hả? Dạ dạ. Em đang học đại học năm 3 thì em xin về em cưới vợ. Ta coi như đã có một đời dạ, vợ rồi. Có rồi. Về cưới tháng 1 năm 2018. Cưới xong thì em có quay lại đi học tiếp, định tháng 10 sẽ đưa vợ em sang. Nhưng vợ em lại có bệnh không sang được. Vợ không sang được thì em quyết định về mua vé và xin phép trường cái thứ đến mùng 5 tháng 11 năm 18. Nhưng đến 26 tháng 10 vợ mất. Xin lỗi em nha, dạ, em buồn nên... chuyện cũ của mình. Vợ mất trước khi em về nên không có về kịp. Không có kịp được. Có nghĩa là em đã làm thủ tục mọi thứ nhưng mà chưa kịp về. Còn là đúng 10 ngày nữa là em về. Em vẫn quyết định về. Lúc đấy mọi người có khuyên là thôi cứ tiếp tục học nên đi. Nên quay lại. Coi như học bên Nhật là cũng dở dàng chứ chưa có đúng rồi. Vợ mất là 2018. Sau khi cưới tròn 9 tháng. Cuối 2018 là cái năm 2013 năm. Nói chung đến bây giờ thì sẽ là đã vượt qua rồi. Chứ còn có một khoảng thời gian là khá chỉ là sốc. Rồi, đó bây giờ ơi. Mình đã ổn định về tâm lý, giờ mới mở lòng ra lại đúng dạ, không? Dạ. Nãy giờ bên đây cũng đang lắng nghe từng tiếng, từng câu của anh chàng ngồi ghế xanh. Và bây giờ cô gái ngồi cái ghế màu xanh sẽ nói nè. Em trải qua được 3 mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên của em là lúc đó em vừa nghỉ học và quen anh đó. Cái lúc đó là suy nghĩ còn con nít quá. Với lại gia đình anh đó khó, rồi em mới chia tay. Em chia tay rồi em quen người chồng của em. Quen với cưới là 8 tháng, 6 tháng sau em mới có bầu bé. Dạ, em ly dị năm 2017. Ủa là cưới xong bao lâu thì ly dị? 3-4 năm rồi mới ly dị. Cưới xong 3-4 năm bé 4 tuổi mới ly dị. Mình hiện tại là mình cũng nuôi con luôn. Từ dạ, đó em nuôi con luôn. từ hồi con còn nhỏ tới bây giờ luôn. Vậy là em lấy chồng sớm đúng không? Dạ đúng rồi, em có chồng hồi 18 tuổi. Dạ. Có ai đeo đuổi mình để mà muốn cùng ngỏ ý chăm sóc con mình, phụ mình không? Sau khi em ly dị á, thì em có quen tình một thứ anh. Ba. Dạ. Đó, tình thứ ba. Anh đó là con trai một của trong gia đình. Mà gia đình người đó lại...
như là không thích em vì em đã có con rồi. Sau cái đó là cái tâm lý của em á, em rất là lo sợ. Mẹ em cũng nói là thôi bây giờ ở ngoài không ấy thì thôi lên chương trình đi. Tại vì ở vậy lâu quá rồi. Nếu người ta thì người ta cũng đã có gia đình rồi, còn em thì ta ở tới gần 3-4 năm rồi. Nhưng mà cũng rất là lo ngại. Thôi không sao, tự tin lên. Em còn trẻ măng à, đừng có lo. Để tôi hỏi hai anh bên này, sao cả hai bạn trai của mình hồi nãy hỏi bên đây rồi, em cũng vậy. Mặc dù là thật ra là mình cũng trải qua một cuộc hôn nhân, tuy nhiên là em cũng chưa có con cái gì hết. Dạ. Thế mình em suy nghĩ như thế nào? Cái đấy của em là bình thường, không có vấn đề gì. Em không có quan niệm bảo là con của ai cả. Nếu khi mà người đấy em đã yêu thương rồi thì con có người đấy cũng là con của em thôi. Hiện tại thì em thấy là cái cuộc sống của hai mình, gọi là kinh tế của mình, nó có đủ để mà mình lo cho vợ con của mình không? Em nghĩ là cũng đủ. Nhưng có một cái là em có hay di chuyển rất là nhiều. Di chuyển là sao? Là em, công tác em đi lại, tại vì em có đang kinh doanh khách sạn ở Nha Trang với Vũng Tàu này. Ồ, kinh doanh khách sạn nữa. Tại em cũng di chuyển giữa hai nơi đấy cũng nhiều. Hỏi nhà gái coi, ví dụ như lấy chồng mà chồng hay đi công tác qua đêm như vậy thì các bạn gái có đồng ý không? Có lòng tin ở nhau là vượt qua hết ạ. Em nghĩ mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì chắc là cũng không có nhiều điểm mạnh. Việc nhà em làm được, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, vui tính, vui vẻ, hòa đồng, có khả năng kết nối mọi người. Đấy là nhận xét của những người xung quanh. Hay hát, vui vơ. Dạ. Hát là cái điểm yếu hả? Vơ, vơ, điểm mạnh đấy anh. À, điểm mạnh hả? Mình thể hiện một chút điểm mạnh đi nè. Vơ vơ vài câu đi. Vơ nè. Em xin gửi đến hai bạn nữ bên kia với anh chị quý vị khán giả chắc một đoạn của bài Tình Nghèo Có Nhau. Tình Nghèo Có Nhau. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đai cát cao sang, lụa là gấm hoa vàng son. Anh không đi tìm người yêu đội trắng thay đen. Anh không đi tìm người yêu say đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngốc ngà, lầu cao xe cát em ơi, suốt đời vẫn luôn vững bền. Wow, ngon nha, ngon nha. Bên kia là chàng trai đó có thể làm tất cả việc nhà được hết, giỏi giang, hát hay nữa. Bây giờ em có một cái sở trường hay là một cái thế mạnh gì để mà bù đắp cho những cái đó không? Sở thích của em á là nấu ăn cho gia đình. Nấu ăn cho gia đình. Dạ, và có thể làm hết tất cả công việc nhà. Cái khuyết điểm của em là em hay nhậu hay tâm trạng. Hả? Hay nhậu. Hay nhậu hả? Hay nhậu hay tâm trạng, rồi có bạn nhậu luôn người ơi. Ủa buồn là nhậu nhiều hay vui là nhậu nhiều? Dạ em vui thì em uống ít, mà em buồn thì em uống nhiều. Mà thường là hay vui hay buồn? Dạ em buồn. Vậy là nhậu hoài, tủ lượng mấy chai? Nếu mà lúc mà em buồn thật sự luôn á, em với nhỏ bạn của em mà nó đang ở ngoài Hà Nội á, là hai đứa thì chắc cũng gần thùng. Là người nửa thùng á. Chơi nổi không? Đâu bên kia kìa, coi kèo bên kia biết nhậu không? Ôi, biết nhậu không cưng? Biết nhậu dạ. Không? Tôi nhìn cái kiểu này là cái dân này là không biết nhậu rồi. Dạ không phải đâu chị. Hả? Hả? Có nhậu ít. Nhậu ít hả? Nhưng lầy. Trời ơi. Ôi gặp. Lầy là lầy sao em? Em nhậu và ai? Ủa nhậu ít mà lầy lắm. Sao được? Mà thường là bao nhiêu là ly lon là không nhớ. Tiểu lượng bao nhiêu? Tiểu lượng của em á hả? Có những hôm chỉ có 2-3 lon là em cũng say. Là lầy rồi đó. À, lầy thì từ đầu đã lầy luôn rồi. Vô nhậu cái là lầy. Nhậu luôn là lầy. Vậy là chỉ cần nói tới nghe chữ nhậu là lầy rồi. Đấy bây giờ là em đang lầy rồi này. À vậy hả? Nhưng mà em nghĩ sao về một cô gái nhậu nhiều? À thế thì mình lại có cả. Có cả luôn. Có cả nhậu á. À, là có bạn nhậu đúng không? Đúng rồi. Em thấy một cô gái nhậu nhiều vậy em thấy sao? Nhậu mà có điểm dừng là được vậy. Hết thùng dừng. Nhậu thùng nhậu lại đâu. Hết thùng rồi hết bia dừng. Em nhậu được nhiều ít. Khi em về em làm thì em nhậu được 2-3 lon em nghĩ chị. Còn cái này em vui thì chắc cũng 5-7 lon. 5-7 lon. Có cái khuyết điểm gì không em? Tật xấu gì không em? Em hơi nóng tính xíu. Dạ trong cái khi mà công việc với trong cuộc sống mà nó đổ dồn lên đó chị. Khi em hơi nóng tính em la lên. Cô gái ở ngồi ghế màu đỏ thì sao? Em có những điểm mạnh điểm yếu gì cưng? Em thích chăm sóc người chồng và gia đình nhỏ của em. Ừ. Điểm yếu lớn nhất của em là em hơi bị nóng tính. Mình đây nóng tính, mình đó cũng nóng tính, Thi cũng nóng mà Thảo cũng nóng nữa. Bữa nay là Thảo tới với ai nè? Dạ em tới với bạn thân của em và con gái. Tới bạn thân. Bạn thân và con gái. Con gái em nó cũng cái tính em hơi tăng động giống em. Ừ. Nên chắc chạy vòng vòng đâu đây chơi rồi. Kìa con gái vô rồi kìa.
Dễ thương quá. Rồi chào em gái, em giới thiệu về mình đi cưng. Chào khán giả trường quay, chào hai MC, chào bốn bạn chơi. Em tên là Thủy, em là bạn của Thảo. Hôm nay em với lại con gái của Thảo đến cổ vũ Thảo để Thảo có được một tình yêu mới trong khoảng thời gian mà bạn đã bị tổn thương và mất mát quá nhiều. Là một người bạn thân thì em hy vọng là bạn sẽ có được một tình yêu như ý à. Hai chàng trai bên đó thế nào nhỉ? Mình thấy là bạn nam ngồi ghế đỏ giống như Thảo cảm nhận á Thảo. Mình thấy là hơi rụt rè một chút xíu. Còn cái bạn ngồi ghế xanh á thì có vẻ trưởng thành hơn. Thủy thấy gu của Thảo nằm ở ghế xanh hay ghế đỏ Thủy hả? Theo Thủy thấy nha, theo cảm nhận mà chơi với nhau lâu năm như vậy thì mình thấy cái bạn ghế xanh này gu của bạn hơn á nha. Cảm ơn em. Không phải là bạn ghế đỏ không phù hợp mà Thủy thấy là bạn ghế đỏ chưa đủ kinh nghiệm để mà có thể trong mối quan hệ với Thảo mà được lâu dài. Cảm ơn em, cảm ơn em. Con của em là bé mặt dạ, áo xanh. Xanh. Bây giờ con tự giới thiệu tên con bao nhiêu tuổi, ngày hôm nay con tới với ai và nãy giờ con nhìn thấy hai chú bên đây ai mà con thích nhất? Dạ con tên Bảo Nhi. Bảo Nhi. Rồi, Nhi năm nay mấy tuổi? Dạ con 7 tuổi. 7 tuổi, hồi nãy giờ con có nghe mấy cô chú trên này nói chuyện con hiểu không? Dạ hiểu. Hai chú này nè, một chú ghế xanh, chú ghế đỏ nè. Con tư vấn, nên tư vấn cho mẹ con là chọn chú nào? Con nghĩ là chọn chú áo vét. Chú áo vét ở ghế màu xanh. Có chú áo vét. Tại đó. Sao? Tại sao con lại chọn chú màu xanh? Tại vì con thấy cũng được. Được rồi, được chỗ nào con? Tại con sao? Thấy chú này cũng được nè. Dễ thương nè, hiền lành nè, vui tính nữa. Vui tính nữa, về có thời gian chơi với con nữa. Sao con không chịu? Tại vì con thấy hơi kỳ. Hả? Con muốn mẹ hôm nay lên đây sẽ như thế nào? Con muốn mẹ hôm nay lên đây để được làm người yêu của người khác. Wow. Giờ con đó, con chọn chú áo vest màu xanh phải không? Giờ con phỏng vấn chú vài câu cho cô coi. Con nói chuyện trực tiếp với chú. Chú ơi. Ơi. Chú có nói ăn giỏi không? Chú nói ăn ok. Chú biết làm mì xào không chú? Hả? Chú biết làm mì xào không? Mì xào hả? Ok, chú biết làm hết. Chú có chở con đi chơi không? Rất đơn giản. Con hỏi chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ. Qua chú ghế đỏ. Có ghế đỏ nha. Có hỏi chú ghế đỏ là có tia đó. Hỏi đi con. Chú ghế đỏ có biết nấu ăn không dạ? Biết. Nhưng mà một số món như là cá chú không biết làm. Nếu mà mẹ con đòi cái gì thì chú có làm cái gì được không? Có. Thí dụ như mẹ con đòi cái gì nè? Thí dụ mẹ con đòi mua đồ. Thì chú mua cái gì con? Mua đồ. Mua cái gì con cụ thể luôn. Cụ thể luôn. Con biết là mẹ con thích mua cái gì con hỏi chú luôn. Có thể là mẹ con thích mua những cái bộ đồ. Đồ đẹp mặc hả con? Những bộ đồ đẹp. Chú có mua không? Dạ mua chị. Dạ con trả lời. Trả lời với con. Dạ chú mua con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Mấy bộ? Theo yêu cầu của mẹ. Cho con chọn lại đó. Giờ con chọn chú nào? Chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ chỉ vì mấy bộ đồ thôi con đã quyết định chọn chú ghế đỏ. Nhưng mà nãy giờ thắc mắc là chị bầu với chị hot girl là đi với ai vậy? Dạ em xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Em chào hai MC. Con chào cô bên nhà trai. Em xin tự giới thiệu, em là tên Ngọc, bạn thân của Mai. Theo em thì em thấy Mai hợp với ghế màu xanh. Tại vì em thấy là bạn đã trải qua một cái cuộc hôn nhân, nên là có thể hiểu được cái cảm giác của bạn em. Và có thể hai người có thể bù đắp và dung hòa tình cảm với nhau. Ý kiến của bạn bè đôi lúc chỉ là tham khảo, nhưng mà ý kiến của con gái là đôi lúc phải nghe nha. Họ nhà trai chỉ có một người lớn duy nhất tham gia ngày hôm nay. Con chào cô. Xin chào toàn thể trường quay và hai chị và các cháu tham gia rồi chơi. Tôi là dì của cháu Thăng. Riêng cháu Thăng ở nhà tôi thì cháu thì rất chỉ là linh hoạt, vui vẻ. Thì cũng có trải qua một đời vợ như vậy. Thì qua cũng là cháu nó cũng bị sốc mấy năm. Anh em bạn bè cũng là động viên cháu là vượt qua và sẽ ấy. Thì cháu đăng ký chương trình. Ngồi nghe nãy giờ thì hai cháu bên đây thì cũng là hoàn cảnh như vậy. Thì thật ra là người phụ nữ mà ai cũng cảm thông. Theo gì thì cái này thì là phải để cho cháu tự lựa chọn. Nói gì thì chỉ là nhìn thì hai cô gái cô nào cũng dễ thương. Dì cũng mong là cháu sẽ tìm một người bạn mà hợp tình và hợp lý và thông cảm và cùng hoàn cảnh với mình. Mong là cháu là tự lựa chọn theo trái tim của mình. Khó quá. Đi qua đây làm chi ạ? Qua thăm. Thăm gì ạ?
vọng lần này em sẽ vượt qua được cái mối tình nó hơn 6 tháng. Hai cô gái bên đây rất căng thẳng Tường ơi. Em vừa nghe một cú thở dài. Mở cửa trái tim. Wow. Thấy hồi hộp. Có gì đâu em, mình mới nhìn thôi mà. Xinh quá. Xinh quá hả? Ủa sao bên kia không dám nhìn luôn hả? Sao vậy em không dám nhìn luôn hả? Qua nắm tay đi. Hai chàng trai thốt ra một chàng trai xinh quá, còn chàng trai kia lắc đầu. Để nhà trai tôi im lặng. Tình rồi. Tâm hai nhà trai rất rung. Ưu tiên họ nhà gái phát biểu cảm nghĩ trước. Thảo ngồi gần ghế màu đỏ. Hai người nãy giờ là gần nhau như sạc điện qua sạc điện lại đó. Bây giờ cảm xúc như thế nào? Cho em xin hỏi hai chàng trai một câu hỏi. Hai anh nghĩ như thế nào khi mà mình tiến tới với một người phụ nữ mà đã lập gia đình rồi và đã có con rồi? Cơ thể của họ sẽ không được như những người phụ nữ bình thường, có những cái điểm khuyết điểm xấu và những cái chỗ mà người ta không muốn cho thấy. Mấy anh có thể yêu thương con của người phụ nữ đó như con của mình hay không? Em muốn hỏi ai trước? Em muốn hỏi anh Giới Xanh trước ạ. Quan điểm của anh về cái việc người phụ nữ đã từng trải qua một đời chồng rồi và có những cái tổn thương rồi á, anh trân trọng tất cả những cái điều đấy. Anh khi đã yêu ai rồi á thì tất cả những gì của người đấy thì là của anh. Dạ em mời anh Giấy Đỏ. Sau khi một trải một tình mình đổ vỡ á thì đứa bé nó sẽ bị thiếu thốn một phần tình cảm, thì anh chỉ cố gắng đừng bù đắp cho hai người. Còn cái vấn đề mà em nói là vấn đề sinh nở thì anh cũng có một chút tìm hiểu là khi phụ nữ họ sanh á thì họ cũng phải tiêm thuốc vô cái xương sống, họ rất là đau. Sau khi sinh thì họ phải ở nhà giữ con rất là cực. Chung là em có đã trải qua của cái đó rồi. Em trải qua cái đó rồi. Em động. Em đó. Hỗ trợ chị. Em nói cảm nhận của Thảo khi mà nhìn thấy hai chàng trai này như thế nào? Theo cảm nhận của em về mặt nhìn á và cái mặt nhìn trước thì em có ấn tượng với anh Giới Xanh hơn. Ừ. Cái cuộc hôn nhân trước của em á thì nó trải qua rất là nhiều đau khổ mà người phụ nữ sau sinh đó, người ta có những cái vấn đề mà cần cái người chồng người ta tâm lý nhiều hơn, thì ở người chồng trước thì em không nhận được cái điều đó ở người ta. Thế còn em gái, cảm nhận của em và hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay như thế nào? Thật sự là tại vì em cũng đã từng đổ vỡ rồi nên từng là trải hết rồi. Dạ. Nghe cái tâm sự của anh Giới Xanh là em thấu hiểu được cái nỗi đau mất mát đó. Bây giờ tới cảm nhận của hai chàng trai nè. Trước tiên là đổi áo là chi của người ta đi. Ông Đạt, ông Tàu lao. Người ta đổi chỗ không đổi, ông qua đổi áo. Đổi ta đổi luôn con người, đổi con cái áo không. Trời ơi. Về đúng là con người của mình rồi đó. Đó. Đúng con người mình rồi đó. Giới thiệu cho các em. Đây, anh nắm tay. Rồi, em nói trước đi. Cảm nhận của em về hai cô gái của chương trình như thế nào? Em thấy hai cô gái này hoàn cảnh thì rất là giống nhau. Ừ. Em cảm nhận là hai cô gái cũng có một số điểm tương đồng với em. Ừ, cố gắng lên nha, phải nói sao cho hay sàng nha. Đây nha, là cơ hội cho em đó. Đây là Thảo nè, đây là Mai nè. Thảo Mai. Thảo Mai. Trời ơi, Thảo Mai luôn hả? Thảo Mai. Bây giờ là cơ hội cuối cùng nè. Nói không? Dạ nói chị. Rồi nói nhanh. Mời em. Cái gì vậy? Cầm, không, cầm người ta lên rồi. Thể hiện đàn ông mà. Qua đi cưng. Nhờ anh mày. Cũng như là Thi nói, có những thứ Thi nói cũng như là không được tốt nên Thi viết một lá thư. Nói gì đi em, nắm tay đi em, xin nắm tay đi em. Nắm tay, nắm tay mới thử cảm xúc được. Thì xin nắm tay, nắm tay mày. Thi biết mày đã trải qua nhiều cái khó khăn cuộc sống. Thi không hứa nhưng mà Thi sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ con mày. Thi xin hết. Xong chưa? Xong chưa? Dạ xong rồi. Ok ok. Rồi thôi được rồi, buông tay. Rồi rồi rồi. Chị vẫn muốn em nắm tay luôn cả Thảo nữa. Dù sao Thảo cũng là cô gái mà chương trình đã ghép đôi cho em. Đúng rồi. Đo cũng luôn cần cảm người xúc. Đàn ông. Chàng trai cần phải có nhiều để mà nắm tay hơn nữa. Cảm. Rung lắm anh Đạt. Rồi không. Rung lắm luôn. Rung lắm rồi. Có nói gì không nè? Thì chỉ nói một câu là Thảo cố lên nha. Trời ơi. Rồi nha, chị đã tạo đầy đủ cơ hội cho em, đừng nói là chị không có tạo cơ hội nha. Dạ. Rồi bây giờ là đến bên đây nha. Bây giờ mình bản lĩnh tự tin mình đến thẳng luôn đi thăng. Dạ. Thăng luôn. Nhìn thấy hai bạn quá xinh. Không nghĩ là mình sẽ được sắp xếp để gặp các bạn xinh như vậy. Làm cho em rất khó. Khó để lựa chọn. Giờ
thật tiếc. Tiếc vì nếu được em sẽ chọn cả hai. Xong tình huống dần dần. Tại vì bắt quyền, có quyền mà em. Đó là cái con người mình phải có cái sự tham lam chứ đúng không em? Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Bây giờ em muốn lại gần để cảm nhận. Cho em nắm tay mỗi người 30 giây. 30 giây thôi á? Ừ, nhanh lắm em, thời gian. Ông này ông nói con câu à, cố lên em là hết giờ rồi đó. Rồi mời rồi. Em anh xin phép em có thấy anh run không? Này nó rất run. Tay em lạnh. Cũng run. 30 giây hết rồi. Thôi đi. Hết giờ luôn. Chào em. Cho anh được. Gì khóc rồi hả Tư? Sao thấy chùi nước mắt vậy? Đâu, lau mồ hôi đấy chị. Tay em cũng lạnh hả? Em đang run. Rồi. Về về luôn. Không, bây giờ về về để dành mấy câu nói sao? Về về. Đừng lầy. Trời, nắm tay tôi. Thôi, đừng lo tôi về. Kính thưa quý vị, và bây giờ không còn gì để nói hết. Chúng ta sẽ đến giây phút quan trọng nhất. Đó là khoảnh khắc quyết định. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-in-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một. Hãy nhìn kỹ vào những chiếc nút bấm nơi ghế của mình và đưa ra sự lựa chọn. Các bạn có quyền bấm nút đỏ, bấm nút xanh hoặc cũng có quyền không bấm nút nào cả nếu như chúng ta không cảm thấy rung động. Sau 3 tiếng đếm của ông Mai, Hứa Minh Đạt, các bạn hãy đưa ra sự lựa chọn của mình. Xin mời. Và đây là sân khấu của ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc thật của trái tim. 3 2 1. Hết thời gian. Bấm. Đường bên kia đã đi về bên đây, chỉ có hai bên đây đi về với nhau. Hai bên đây đi về với nhau nè. Ừ. Còn xanh với xanh này là đi về luôn. Vậy là chúng ta cũng có được một cặp đôi. Chúng ta có một đôi em ngay rồi. Xin mời Thăng. Xin mời Thảo. Chúng ta đã trở thành một cặp đôi. Vậy mà tôi tưởng nó rất quất chứ trời. Thôi tôi bị quán gà. Đúng địa chỉ chưa? Rồi đúng rồi. Chắc không? Dạ. Chắc cứu không? Chắc mà. Thì nhìn qua cổ, nắm tay cổ. Rồi nói những lời nãy còn chưa nói xong nè. Ừ. Cho anh lại lấy quà. Quà này em tặng chị. À cảm ơn em. Cảm ơn em. Tặng em. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Còn đây là món quà anh chuẩn bị trước. Anh đeo cho em ha. Wow. Đây, còn cái này em sẽ dùng cái này làm cái gì nè? Món quà này em gửi tặng cho anh. Thì em cũng không có gì nhiều hết. Em lần đầu tiên em gặp anh, em cũng không biết tặng gì cho anh hết. Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ là món quà này cần thiết đối với anh. Và anh có nói là anh đi công tác nhiều á. Thì em nghĩ chiếc ly này sẽ đi cùng anh. Wow. Giống như là em ở bên cạnh anh. Ở trên đó có dấu son của em. Có vết son của em nữa. Một tràng pháo tay cho cặp đôi ngày hôm nay. Tường ơi, ở đây vẫn còn lẻ loi món quà giờ. Mời lên đứng luôn cho sao giờ. Lên em trai. Còn món quà này nè. Mời Thi. Em có gì không? Em tặng cho anh ghế đỏ. Tặng cho anh ghế đỏ. Đấy em qua anh đây. Ghế đỏ. Hôm nay em cũng cảm ơn anh. Và cũng tại vì cái thời gian nó quá ngắn nên là cũng có thể là mình chưa có hiểu được những cái suy nghĩ. Nói chung là mình có duyên gặp đây. Nếu mà còn cái thời gian sau nữa, có tặng anh cái dây thắt lưng. Cảm ơn em. Dạ. Rồi. Về vị trí cũ của em. Em đứng đó. Nắm tay. Đó, như đấm cứ luôn. Hôn đi, hôn đi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Anh xin phép cho anh hôn em vào má. Kính thưa quý
quý vị, như vậy là chương trình hôm nay ông mai bà mối cũng đã thành công được 50%. Nắm tay vào đi hai bạn, đừng buông tay nhau ra dù cho giông bão có xảy ra. Chúng tôi sẽ có những phần quà dành tặng cho, trước tiên là cặp đã thành công trong chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc điện thoại Realme chụp siêu nét, sạc siêu nhanh, xin gửi tặng cho hai bạn. Wow, đây một chiếc điện thoại. Là nếu mà có cưới về thì hai đứa cứ làm hai đứa trước đi, rồi nuôi một lượt, chứ sanh lẻ lẻ rồi nuôi sau này cực lắm. Rồi bây giờ thì cô gái thứ hai đã ngồi sẵn sàng đây và chờ đợi chàng trai của mình. Tường sẽ ra và dẫn chàng ấy vào. Đây, ngồi vào đây nha. Chúng ta có thể tháo mặt nạ của mình ra. Rồi giới thiệu về bản thân mình đi, mời em gái. Dạ em tên là Đào Thị Trúc My, năm nay em 22 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. My đang làm công việc gì? Em đang giữ khoảng vài đứa trẻ ạ. Giữ vài đứa trẻ? Tại nhà hay là tại trung tâm hay tại trường nào? Dạ ra là em đang làm giáo viên mầm non ạ. Có vài đứa hả? Lớp mấy đứa? Dạ ra là một lớp tới khoảng 25. 25 mà vài cái gì, nhiều rồi. Quê mình ở đâu? Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi mời bạn trai. Dạ, em tên là Phan Phụng Tiên, năm nay 27 tuổi, quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tiên đang làm công việc gì? Dạ, hiện em đang buôn bán vật liệu điện nước. Mình làm cho gia đình hả? Dạ. Cho nhà mình hả? Dạ, ngoài ra thì cũng có làm cái tiệm in áo bán online. Ồ, đó làm tự làm. Dạ. Giỏi quá ta. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh là biết chia sẻ, biết nấu ăn. Sở trường của em là gì? Điểm mạnh của em là gì? Dạ em cũng là một người biết nấu ăn, cũng thích đảm đang việc nhà, cũng là thuộc tiếp người cũng thích gia đình, phụ nữ của gia đình. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì chắc có lẽ là em hơi kỹ tính một tí á. Tình trường thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chỉ có 2 mối tình, và cấp 2 và cấp 3 thôi, đều là mối tình gà bông thôi. Sau đó thì khoảng thời gian dài thì em bị gia đình có một chút trục trặc, nên là em tập trung cho cái việc tìm cái con đường riêng của mình cho sự nghiệp của mình. Là nói về tình duyên là mình cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng hơi thiệt thòi ha, hơi mất mát ha. Em trai, tình trường mình sao? Chàng trai 27 dạ, tuổi. Dạ cũng có khoảng 3 mối tình. Wow, khá khá rồi. Thì cái mối tình dài nhất là khoảng 7 năm. Cái gì? 3 mối tình, mối tình dài nhất 7 năm. Dạ, còn... Năm nay mới 27 tuổi, mối tình đó là mối tình thứ nhất hay thứ nhì hay thứ ba? Dạ, thứ nhì. 7 năm sao chia tay em? Dạ thì cũng có một vài cái biến cố, xong rồi gia đình bên đó dọn đi, đó thì mất liên lạc. Tới khi liên lạc được thì người bạn gái đó cũng đã có người mới. Trong cuộc sống thì mình thấy là mình có những cái tật xấu gì không? Cái tật xấu mà nặng nhất á là hay đản trí. Ví dụ như là đi xuống dưới bếp hoặc là đâu đó lấy cái gì đó thì cũng phải 4-5 chập thì mới lấy được một cái món đồ mà mình muốn lấy. Trời đất ơi, rồi bây giờ đi hẹn hò với bạn gái, rồi qua nhà bạn gái chơi thì đi bao lâu mới tới được nhà bạn gái, hay đi dọc đường là đản trí rồi rẽ qua chỗ cô khác? Dạ không, cái đó thì một cái đường phải... đi thì phải đi đi theo đúng đường thôi. Mình chăm sóc bạn gái kỹ không? Chắc chắn là chăm sóc rất là kỹ. Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Khoảng 1m60 trở bài, dáng người tròn một chút. Tròn tròn lên cho nó đã ha. Em thích người bạn trai sao? Dạ em thích người bạn trai khoảng 1m68 đến khoảng 1m7. Tròn cũng được, nhưng mà đừng có quá béo hoặc là quá gầy. Vì em cũng hơi tròn. Điều gì em không thích ở một người bạn trai? Em không thích người bạn trai hút thuốc. Uống rượu bia thì ở mức độ cho phép, ví dụ như là giao tiếp thôi, khoảng 1-2 chai thôi. Còn em không thích điểm nào ở người bạn gái? Đừng có càm ràm quá, giấu giếm. Em cảm nhận người bạn gái là bên này như thế nào? Chắc là hơi tròn. Lanh quá chứ chưa khỏi tự tiết lộ cho người ta nghe rồi. Cũng có vẻ là hiền. Tóc tai, quần áo, chiều cao? Chắc mà 1m60 tới 63 quá. Em cao nhiêu? Dạ 1m64. Em làm gì em kêu người ta cao dữ vậy?
Linh cảm vậy. À, linh cảm vậy hả? Cũng hay ha, đúng ghê. Tóc thì có thể là cột đuôi ngựa. Cột đuôi ngựa. Màu gì? Màu thì có thể không biết rõ rồi. Không biết rõ ha. Tưởng tượng hay lắm. Còn em tưởng tượng bạn trai nó như thế nào? Em nghĩ anh này cũng hài hước. Mập ốm cao thấp. Em nghĩ là chắc ảnh cũng vừa. Vừa. Dạ. Em thấy anh này chắc cũng được khoảng 70% cái tiêu chí mà chưa gì mới nói chuyện mấy câu 70% mà ghê thiệt. Hai bạn đói bụng chưa? Thích ăn không? Ăn thì rất là thích. Rất là thích luôn hả? Dạ. Ăn nhiều lắm hả? Dạ, ăn rất nhiều. Trước giờ ăn cà ri Nhật lần nào chưa? Dạ chưa. Bữa nay thích ăn ăn thử món Nhật không? Dạ. Bây giờ mình lấy thực đơn ra mình lựa món xong rồi mình tâm sự tiếp ha. Dạ. Đói bụng chưa em? Dạ rồi. Dạ, nhìn hai tướng này là biết đói bụng rồi. Cho mượn hai cái menu đi nhà hàng ơi. Thực đơn của nhà hàng, mời hai bạn chọn món. Cà ri tôm chiên kèm măng tây cà chua. Rồi, cà ri tôm chiên kèm măng tây cà chua bên này. Dạ, cà ri trứng chiên và sốt kem. Cà ri trứng chiên và sốt kem. Bây giờ các tường sẽ mở cửa trái tim để hai bạn trực tiếp nhìn thấy nhau và trò chuyện với nhau nha. Dạ. Nãy giờ cảm nhận của mình về nhau đúng được bao nhiêu phần trăm? Dạ khoảng 80%. Trúng 80 ở chỗ nào? Dạ. Người ta cao gì mà tới 1m6 mấy? Có tóc là buộc đuôi gà nào? Tóc dài. Tóc dài. Tóc dài thì có thể buộc lên được. Cái này tóc dài chứ đâu phải đuôi gà đâu. Cảm nhận đầu tiên của em về người bạn nữ khi mà vừa mở cửa trái tim ra. Dạ dễ thương. Đúng ý em chưa? Tròn tròn đúng ý em chưa? Chính xác luôn. Chính xác luôn ha. Dạ. Còn em? Dạ cũng tròn, cũng rất là dễ thương, nhìn ảnh hiền. Bây giờ nè, nếu như mà kết hôn với nhau thì mình sẽ sinh sống ở đâu? Dạ ở nhà với ba mẹ. Em có chịu làm dâu không? Dạ được. Ba mẹ cũng hứa là cho một căn nhà khi mà cưới vợ rồi. Ừ. Nhưng mà cưới về, ví dụ như là mà có cưới về thì cứ ở chung với bố mẹ trước đã, còn căn nhà kia thì cứ để cho thuê đi. Mà nhà mua chưa hay là khi nào cưới rồi mới mua? Dạ thực ra là có sẵn hết rồi. Em là người lãng mạn hay là người khô khan trong tình yêu? Em chỉ biết quan tâm. Mà nếu mà nói về cái chuyện lãng mạn thì không có được rành lắm. À, bữa nay có rung lắm không? Dạ rung, rung nãy giờ luôn đó. Hoa này đem tặng ai? Rồi, tặng hoa. Tặng em. Cái này là... Em cảm ơn anh. Dạ. Quà gì vậy, có thể mở ra cho chị Tường xem được không? Dạ. Xin phép mở. Áo. Một cái áo. Size gì? Em size L. Sao mà tặng áo con gái tặng size L dữ vậy? Thích người tròn tròn nên chọn size L đúng không? Dạ em cũng rất là thích size lớn. Mình có thể trò chuyện ít phút trong thời gian mình chờ đợi rồi nhà hàng sẽ dọn món ăn lên cho mình ha. Ví dụ như mà về làm dâu á, thì nếu như mà có một cái vấn đề xảy ra thì anh sẽ nghe theo gia đình anh hay là em sẽ bên vực em hay sao đó? Nếu như mà các em mà có phần đúng nhiều hơn thì đương nhiên là anh phải bên em rồi. Anh thì không có theo cái cạnh là người nhà phải bên người nhà, không có. Thì làm dâu bây giờ sướng lắm em. Về có gì mình cứ đi đâu chơi hai vợ chồng son, rồi kẹt con sao đi, đúng không? Gửi ba mẹ giữ, đi chơi thoải mái luôn. Hai đứa muốn sinh mấy đứa con? Theo mẹ suối. Mẹ suối hả? Dạ, theo mẹ suối là nếu mà có cưới về thì hai đứa cứ làm hai đứa trước đi, rồi nuôi một lượt. Chứ đừng có mà sanh lẻ lẻ rồi nuôi sau này cực lắm. Mẹ thì rất là thích con gái. Nhưng mà nhà thì ba anh em trai. Cưới về thì chắc chắn là mẹ bên nhiều hơn là bên con trai là chắc. Bên con dâu nhiều hơn phải không? Dạ. Nãy giờ nghe bạn trai nhắc tới mẹ rất là nhiều. Em có đem theo hình của mẹ không? Dạ. Để cho bạn gái xem thử. Đó. Nhìn coi mặt mẹ hiền không? Mình mẹ làm... đẹp. Mẹ đẹp. Con mẹ đẹp không? Dạ cũng đẹp. Thế em theo hình gì gửi cho anh coi đi kìa. Dạ hôm nay em cũng có mang hình mẹ và chị gái. Hình gia đình của mình ha. Dạ. Chị em thì có hai bé rồi. Em gửi anh. Mà nhìn mặt của mẹ đi ha. Nhìn cô cũng hiền. Hả? Nhìn cô cũng rất cô là hiền. Cô cũng rất là hiền. Rồi hy vọng sau này hai mẹ sẽ trở thành xui gia với nhau ha. Chúng ta sẽ có một gia đình rất là hạnh phúc. Bây giờ tôi có nghe tiếng động gì đó đang kêu từ bao tử của bạn nào. Cái bạn nào mà lúc nào cũng thấy đói bụng. Giơ tay lên.
cơm cà ri Nhật Bản là một món ăn rất là được nhiều người ưa chuộng ở bên Nhật Bản. Bây giờ hai bạn bắt đầu chuẩn bị ăn thử ha, đói rồi. Rồi, hấp dẫn quá. Cảm ơn. Rồi, chúc hai bạn ngon miệng. Hai bạn ăn đi rồi trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau ha. Một chút xíu cho chị Tường biết mùi vị của món ăn như thế nào, được không? Rồi Tường sẽ đi cho hai bạn trò chuyện với nhau và thưởng thức thật là tự nhiên và vui vẻ nha. Ăn nhưng mà cũng phải tâm sự nha. Tâm sự cũng phải ăn cho no bụng. Nhà em ở quận mấy? Nhà em hiện tại ở quận Chánh. Em làm việc ở Bình Tân. Em có dự định gì cho cái tương lai sắp tới chưa? Hiện tại em đang ra liên thông tiếp ở trường đại học, nên là công việc nó cứ cuốn em đi vừa học vừa làm á, nên là em vẫn chưa có thời gian nhiều cho việc kết hôn. Ví dụ như mà mình hẹn hò với nhau rồi một tuần mình gặp mấy lần được hả? Khoảng buổi tối đi em rảnh, rồi tối 2-6 rồi thứ bảy chủ nhật em vẫn rảnh luôn. Chủ nhật nào anh cũng rảnh. Muốn đi đâu đó hoặc là muốn đi ăn uống gì đó thì anh thì chắc chắn là chỉ có đi ăn rồi đó. Tại vì anh thích em, ăn. Em cũng vậy. Em thì lại là hai chị em gái. Chị em thì có gia đình với lại có hai bé rồi. Nhưng cũng thấy trong hình á, là hai đứa cháu. Mẹ coi cũng cưng con rể dữ lắm. Ba mẹ cứ hỏi là có người yêu này kia để đi về, có người đưa về. Ba mẹ an tâm nhiều hơn, cũng lớn tuổi rồi. Nếu mà được thì anh đưa em về. Em lúc nãy anh có nói cái tật xấu là khá là giống em á, nên là cái tật hay quên á. Em thì đang muốn tìm một người mà có thể nhớ dai để nhớ giùm em, giờ anh quên luôn rồi, em quên luôn rồi sao ta? Thì cái nào cần quên thì nên cho nó quên luôn. Cần nhớ thì anh sẽ nốt lại. Dạ. Anh chắc chắn là anh không thể nào mà anh nhớ hết được tất cả các thứ rồi đó. Dạ. À, vậy sao người vậy? Thích ăn, nói gì Tường nghe thôi. Dạ. Cái món này thì không ăn cay giỏi. À, nãy đáng lẽ kêu cấp độ thấp thôi. Còn em? Dạ, ra món của em thì ăn khá là ngon. Vì em thích nhất là cái sốt kem. Vì cái sốt kem này nó béo béo nè. Bây giờ chúng ta cũng đã có những giây phút trò chuyện với nhau, tâm sự ăn trưa với nhau rồi. Không biết nãy giờ hai bạn cảm nhận về người đối diện của mình như thế nào? Anh thì... Mình nghĩ sao mình nói vậy? Đó anh là thì tôn anh không phải là cái tiếp người mà nói nhiều. Nếu mà mình có quen nhau á, cứ để thời gian mà anh làm cho em thấy. Thì nãy giờ nói chuyện với anh thì em thấy anh là một người có khá nhiều cái điểm tương đồng với em. Tới giờ phút này sau khi mà có một cái cuộc trò chuyện nhặt ngắn với anh thôi, nhưng mà em cũng nghĩ là em không có thay đổi cái quyết định ban đầu của em, là anh vẫn là những cái gì mà em đang nghĩ là sẽ phù hợp với em. Cái nhìn đầu tiên tương đối là thuận lợi cho cả hai. Và khi chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau, có nghĩa là chúng ta trao cái duyên cho nhau. Và khi bấm nút thì chúng ta ai cũng hy vọng rằng là sẽ tiến tới hôn nhân. Bây giờ thì đặt hai tay vào nút bấm đi hai bạn. Tường sẽ là nhân chứng trong cái giây phút này. Đã nhiều người chạm tay cái nút bấm này trong cái chương trình bạn muốn hẹn hò và tiến tới hôn nhân và sanh con đẻ cái. Thích mình mới bấm, không thích là không ai ép buộc mình cả. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Rất nhanh lẹ, rất đồng đều. Tôi cảm nhận hai bên nhấn cùng một lúc. Như vậy là đã thành đôi rồi. Bây giờ mời hai bạn đứng lên, nắm tay nhau và trao nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta chính thức trở thành một cặp đôi hẹn hò. Hôn để cảm nhận. Tới luôn đi. Rồi, Tường chúc hai bạn là sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc cho đối phương, tìm hiểu nhau thật là kỹ và có thể nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay cả hai cặp đôi tham gia bạn muốn hẹn hò phiên bản hẹn ăn trưa cũng đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau rồi. Và quý vị hãy nhớ khung giờ của chương trình rất là quen thuộc vào lúc 12 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên xem xong phải nhấn subscribe quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin chào.